kênh YouTube Huế Việt Nam ngày nay. Xin trân trọng kính chào quý vị và các bạn trước ngưỡng cửa năm mới năm 2022 ở Huế Việt Nam. Chúng ta chỉ còn chưa được 2 tiếng nữa là bước sang năm mới. Một bước tất cả chúng ta đều hy vọng sẽ tốt đẹp, sẽ vững vàng năm mới thành công, vượt qua mọi khó khăn, đặc biệt là dịch bệnh. Lời đầu tiên, mình xin kính chúc quý vị và các bạn muôn nơi mọi sự tốt đẹp như ý, một năm mới thành công, một năm mới khỏe, an tâm, bình yên trong cuộc sống hàng ngày. Tôi yêu Huế. Đây là biểu tượng không chỉ để ở công viên này mà mình nghĩ nó là trong lòng của bà con phương xa đang thương nhớ về Huế vào đặc biệt cái đêm này. Video này mình xin trân trọng kính mời quý vị và các bạn chúng ta cùng vào thăm Huế vào đúng thời điểm mà chỉ còn chưa đầy 2 tiếng đồng hồ nữa thôi là chúng ta đón mừng một năm mới tràn đầy hy vọng mới, và cùng cầu chúc cho tất cả nhân loại ở khắp nơi trên thế giới được sớm bình yên trở lại. Chúng ta đã trải qua một năm 2021 đầy bi thương, cho nên trên năm mới ai ai trong chúng ta cùng tràn đầy hy vọng mới, mọi người được xích lại gần nhau, bởi vì vừa qua dịch bệnh đã làm ngăn cách và thậm chí đã làm cho nhiều người mà chúng ta không thể gặp lại. Đây là khu phố trước khi chúng ta vào một cái cụm sầm uất nhất của Huế. Mọi năm nếu không có dịch bệnh thì đây là một cái nơi thu hút nườm nượp bà con đến đây, và ngay cả bà con ở nước ngoài. Đây là cụm phố Tây. Nhà hàng Đêm Mời Dẫn đang có chương trình đón năm mới. Phố này là phố Phạm Ngũ Lão. Có một số khách du lịch nước ngoài đang hiện diện trên đường Phạm Ngũ Lão này. Các bạn trẻ cũng đang tập trung theo nhóm để vui vẻ. Tuy nhiên chúng ta thấy một số khách sạn trước đây hoạt động rất là năng nổ. Bây giờ chúng ta nhìn một cái bức tranh chỉ có một cái bóng đen nằm ở tầng trên thôi. Mình thấy là đêm hôm nay, đêm giao thừa, được thêm năm mới năm 2022. Cho dù dịch bệnh đang diễn biến khá là phức tạp, nhưng nhiều bạn trẻ cũng không ngần ngại gặp gỡ bạn bè yêu thương. Vui vẻ được thêm năm mới này, và đây là một cái địa hình rất là đông. Bên này cũng rất là đông, có vẻ như phố đi bộ, phố Tây đã sống trở lại. Và đây cũng vậy, ngay góc đường Đội Cung, thẳng hướng đường Đội Cung này chúng ta sẽ ra đến bến đò Tòa Không, trên dòng Hương Giang mỹ miều tuyệt đẹp của Huế. Khách sạn Mường Thanh. Bên trong nhà hàng Century của khách sạn Century bên phải rất là đông, chật kín luôn. Một cái không khí có vẻ như là cái sự nhộn nhịp vui vẻ trở lại bình thường trong thời gian tới, năm tốt đẹp sắp tới, năm 2022. Đây là đường Chu Văn An, một trong các tuyến phố đi bộ ở khu phố Tây này, phố đi bộ này. Họ tịnh hơn ở đường Phạm Ngũ Lão một chút, nhưng cùng có dấu hiệu đang trở lại sức sống, lấy lại sinh khí để bừng dậy trong năm mới.
Vinh, Lạc Trấn. Tuy là tình hình dịch bệnh căng thẳng, nhưng mà Tết Dương lịch năm nay vào phố đi bộ mình thấy rất nhiều ô tô để dọc đường. Thứ nhất là vì chưa cấm xe cơ giới vào đây trở lại, tức là cả phương tiện giao thông, nên có xe cơ giới, xe ô tô đổ ở hai bên đường. Mặt khác, một cái lý do khá là tốt đó là có vẻ như người dân sung túc hơn, sắm sửa phương tiện nhiều hơn. Và cái vị trí này thì các bạn thấy rất là đông, thậm chí ùn tắc do các xe ô tô đợi nhau, cạnh nhau. Mình cũng rất là khí thế bởi vì thấy cái cảnh ồn ào, nhạc sập sinh như thế này. Có vẻ sang kê cái sức sống, cái sinh khí trở lại. Sau cơn mưa trời lại sáng, và chúng ta hy vọng nó như là một cái quy luật cho năm 2022. Vì sau gần như 3 năm buồn bã, run sợ, lạnh người, và thậm chí có nhiều bà con đã ra đi điền điền. Một điều mà chúng ta cũng rất vui cho Huế, càng ngày thì thấy đường phố càng sạch đẹp. Họ vẻ như sau thời gian âm thầm lặng lẽ, Huế đang dần dần chuyển mình. Và cái bằng chứng là chúng ta đã thấy trong năm vừa rồi, Huế được mở rộng địa giới hành chính, rộng thêm gấp 4 lần so với cũ, và chuẩn bị cho một cái bước chuyển mình nữa, đó là trở thành thành phố lớn trực thuộc trung ương theo cái kiểu của Huế vào chậm nhất là năm 2025. Rất nhiều quán xá một thời gian đen tối, tối tăm, trầm lắng, bây giờ bừng sáng trở lại, lên đèn trở lại, rất là rực rỡ, hào hoa, tô điểm cho cái đêm nay, đêm giao thừa 2022 được tốt hơn, được đẹp hơn, được thành công hơn, được tự tin hơn, được mạnh mẽ hơn để vượt qua mọi khó khăn đại dịch. Hai nghìn hai mươi một là năm con trâu, và con trâu này đáng đi xa. Năm Nhâm Dần, năm con cọp, một con cọp hoành tráng rực rỡ chói lọi. Mình đang đi vào cái đoạn đường, đây là đường Chu Văn An, đoạn phía giáp với Nguyễn Thái Học. Một số quán, nhiều quán đã bừng lên, và cầu chúc cho cái sự bừng này nó tiếp diễn và làm ngày càng mạnh mẽ. Không những thanh niên ra đường uống bia, gặp gỡ bạn bè vui chơi, mà mình cũng thấy bà con tầng lớp trung niên cũng đang đi vào, cũng đang vui vẻ. Đây đó, trên các cái ngõ ngách đường xá, chúng ta vừa đi qua khu phố rộn ràng nhất của Huế, và đến thời điểm này nó cũng đúng nghĩa như vậy. Bây giờ chúng ta tiến tới một cái nơi mà thường vào cái thời điểm này là diễn ra các cái sự kiện lớn, đó là ngã sáu Ân Cừu, ở trung tâm của thường mọi năm đều Vinh Yên để có cái chương trình gọi là cao đao như truyền thống của các nơi trên thế giới. Rất là đông,
các bạn trẻ vui vẻ, chúc mừng, yêu thương, kỷ niệm cho một tương lai, một năm mới tốt đẹp. Một cái góc mà chúng ta nhìn lên cái đỉnh của Vinh Con trên đường Bến Nghé, trên đường Hùng Vương. Một cái công trình mới, ngân hàng quân đội tại cái góc đường giữa đường Hùng Vương và đường Nguyễn Tri Phương, khách sạn Duy Tân. Bên cạnh những cái điểm sáng rực rỡ thì chúng ta thấy vẫn còn những cái vùng tối mà đúng ra thì nó phải bừng lên, như khách sạn Hoàng Đế ở đây. Từ đường Hoàng Hóa Thám chúng ta nhìn thẳng lên đường Võ Văn Kiệt. Võ Văn Kiệt cũng là một cái tuyến đường rất là đẹp, kiểu mẫu sạch sẽ. Và đường Hà Nội đang được mở ra, khi hoàn thành nó sẽ rộng hơn cũ gấp 2 lần. Thời tiết ở Huế trước 2 ngày trước thì khá là buốt lạnh, nhưng ngày hôm nay buổi sáng có hé nắng, sau đó rồi mưa từng cơn nhẹ. Và đến cái thời điểm này, cái thời điểm mà năm mới 2022 chuẩn bị mở ra chào đón tất cả mọi người bước vào một cái thời gian, không gian sẽ hứa hẹn nhiều cái sự tốt đẹp hết. Đang rất là đẹp, trời không mưa, nhìn lên thỉnh thoảng chúng ta cũng thấy các cái vì sao thèn thùng lấp ló qua cả cái đám mây mờ nhẹ nhẹ lững lờ đang trôi để ngắm bà con Huế chuẩn bị đón Tết, đón năm mới như thế nào. Khách sạn Đồng Đa và hiện nay là khách sạn Êm. Bên kênh YouTube Huế Việt Nam Ngày Nay xin được gửi đến quý vị và các bạn một vài hình ảnh tại Huế vào cái đêm rất là đặc biệt, một cái khoảnh khắc mà năm 2022 đã hé mở. Thời điểm này thì chỉ còn khoảng 1 tiếng hôn nữa thôi, chúng ta sẽ bước sang năm mới. Kính chúc tất cả quý vị và các bạn một năm mới thực sự như ý, khỏe, hạnh phúc, mọi sự tốt đẹp, thành đạt, yêu thương tràn trề và ước gì được nấy. Mình xin cảm ơn quý vị và các bạn đã về thăm Huế. Hy vọng quý vị và các bạn không quên góp ý, bình luận, chúc mừng năm mới ở bên dưới. Và nếu chưa bấm subscribe đăng ký thì hãy bấm subscribe đăng ký để nhận các video khác sớm nhất khi mình tải lên. Nếu quý vị không bấm đăng ký thì nhiều lúc sẽ không biết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo. Trân trọng. Happy New Year, Happy New Year.